Chào bạn, tôi là Kiên, bình luận viên của buổi hôm nay. Hôm nay chúng tôi đến nhà chung thì gặp một cổ ong, ong ruồi. Các bạn xem đây, ong ruồi. Với sự giúp đỡ của chủ nhà, chúng tôi sẽ thực hiện là đốt cổ ong này. Chưa quay được cổ ong. Chưa quay được cổ ong. Mày đã đánh thấy cha hết giờ. Về cắt ra, mày muốn về mày muốn nói gì nói, tao ghép tiếng nói mày vô. Đúng không? Cái gì nữa anh cầm cái thuốc anh hút cái này cho nó được bữa anh. Một cái kim vô tay. Nó chết rồi vậy. Một cái kim vô tay. Cái gì anh đậu hoài luôn nha. Nó bị phê thuốc không? Toàn hút thuốc có đen không? Một con vô tay nè. Toàn hút thuốc, toàn quay chiến lợi phẩm của mình á. Có cảm giác. Còn mấy ông đó mà bò kìa, thổi đi luôn. Đây, hút thuốc thổi giùm cho thổi. Nó hút mật á. Nó hút mật trở ra đó, thổi nó đi đi. Tính ngâm bắt nguyên con luôn, chắc đợi hơi nó tụ lại mới bắt được đó. Bắt nguyên con là sao? Bắt nguyên con ngâm rượu luôn. Bắt mấy con này hả? Dạ, hút hết luôn. Nó nói thôi dùm cái. Đợi cho nó tụ lại cái ổ ong này gì? Hay đợi trụ là chỗ nãy? Chỗ nãy? Chỗ nãy chứ. Nó tụ lại nó làm gì? Bắt lấy bọc chùm luôn nè, mà cái cây này khó chùm quá. Bỏ luôn hả? À. Chút bắt sao? Chút bắt sao được không? Là được. Sao? Làm chút sao? Nó hợp lại nó đậu lại chứ. Nói vậy? Đang làm tàn ổ mới hả? Đậu lại đang nó hộp lại nó đi gì tư giống khác. Hộp nè. Ừ. Sao hay vậy? Có ông chúa mà. Biết bắt được. Biết nó hộp không? Biết nó hộp không? Tao đang ăn tụi bay khúc nó hộp. Chút nữa. Ê nó nói chuyện. Nói chuyện á, tụi mày tụi nó chơi nó thổi rồi cái khối tao có đen không. Tao phải kiếm chỗ khác im hơn mới được. Do nghe không? Nhìn vô. Sẽ quay cái cảnh ông luôn á. Một chích vô tay. Gì? Nãy đậu rồi. Phủi cái đầu nè. Ngu, mày hất. Phủi cái bút một dít vô tay. Mày phủi cái chi mày hất cái ra nó bay ra rồi. Dính cây kim vô thằng tay. Không có thuốc, thuốc này dơ nó mới phê phê. Sao biết gì? Bé hòn. Mấy ông này nó đâu có chết đâu. Mấy ông còn ổn. Ông này ổn không có chết, ông kia chết rồi. Đỏ rồi nè, thấy không? Ê, bể mặt à, uổng à. Nút. Từ đi vô trong đi. Để chút ra em vẫn ngâm được không? Chú một anh lấy nữa. Đừng. Ê, quay lại cục mặt cái con ấy. Đừng sợ. Lấy nét. Quay vô lâu lâu rồi mới sướng, để anh quay một vòng. Nó sướng. Chết mẹ nó không lấy nét, bội nó à. Rồi chảy mực, chảy mực giờ nó ừ. Quay dữ lên. Không lúc đầu vô hút. Đụng quay dữ nó. Rồi, lên. Chưa. Nó không bay sao? Hỏi. Mày thổi gì ta, tao quay. Hỏi cho nó ra khói. Biết rồi.
cháy. Em thổi cho. Mày thổi tao bị quánh cái gì? Đừng lao, em thổi cho. Mày thổi tao bị quánh cái gì? Thổi đi. Dữ hoài. Chậm kia. Mày phun miếng vô mày thổi cái nó khó không luôn. Nó tắt luôn. Gì? Gắt nữa hả? Chưa gặp ông chúa gì? Còn ông chúa không? Chưa. Mày chỉ là phóng người an toàn. Mày chỉ là phóng mình. Hồi kia ở đó, hồi đủ nó bị hốt nè. Đi vô. Đi em ghê. Đi em thói vô đi. À, trời, mấy kỹ thuật bắt ông toàn gành quải thiệt chứ. Toàn biết là đâu, nó hồi hộp lại luôn nổi rồi. Chưa có biết nó hồi hộp không. Thật. Đủ quân qua nó đếm đủ quân qua mà còn mấy con bị bắt vô ổ là nó bỏ lại. Vậy. Cái tổn thất của nó hiểu không? Cái lực lượng của nó đã bị tổn thất bao nhiêu. Nói chuyện này là mật tích trữ mùa này là đã bị hết, đã bị chúng cướp mất rồi. Dạ mang đôi dép đi mình đi.